Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách mặc định phông chữ trong PowerPoint. Bước đầu tiên, các bạn khởi động phần mềm PowerPoint. Các bạn quan sát giao diện của phần mềm. Ở bên dưới, mục Vision là các file PowerPoint mới làm việc. Khi các bạn nhấn chuột vào Modem, thì PowerPoint cung cấp rất nhiều những mẫu có sẵn. Các bạn có thể chọn nếu như thấy phù hợp với bài thuyết trình của mình. Ở đây, mình chọn Blend Presentation. Bước 2, các bạn vào View, chọn Slide Master. Các bạn kéo thanh trượt lên phía trên, chọn slide đầu tiên. Để biết phông chữ trên slide là gì, các bạn bôi đen phông chữ. Sau đó, vào Home. Quan sát hộp phông chữ. Phông đang hiển thị là phông Calibri. Đây là phông chữ mặc định của PowerPoint. Các bạn có thể chọn phông chữ khác. Ví dụ mình chọn phông chữ Arial. Bước 3. Các bạn vào Slide Master. Chọn Close Master View để đóng lại. Bây giờ, các bạn tạo thêm các slide mới. Nhấn chuột phải và slide đầu tiên, chọn New Slide. Thì phông chữ cũng vẫn là Arial. Như vậy, các bạn có thể tạo thêm rất nhiều các slide mới, nhưng phông chữ vẫn là phông chữ mặc định Arial. Vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách mặc định phông chữ trong PowerPoint, giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào các bạn.